Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 7 tháng 2 năm Quý Mão, tại tổ đình Linh Bửu, ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Viện chủ tổ đình Linh Bửu cùng bổn đạo Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ đàn dược sư cầu nguyện quốc thái dân an nhân dịp đầu năm Quý Mão 2023. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Hạnh Trân, Hòa thượng Thích Trí Hường, Đồng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì các tự viện cùng đông đảo quý Phật tử câu hội đồng chú nguyện cho Pháp hội. Chư Tôn Đức Tăng Ni nhất cú nhất kệ khai diễn chơn kinh kỳ nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh vượng, thiền môn hưng thạnh, Phật Pháp trường hưng, Linh Bửu tự ngày một phát triển vững mạnh trong chánh pháp, đạo tràng Phật tử chùa Linh Bửu phước thọ tăng long, bồ đề tâm kiên cố, đồng kỳ nguyện chư hương linh ký danh, anh hùng chiến sĩ vì quốc vong thân, những chiến sĩ áo trắng cùng nạn nhân dịch bệnh đều nương nơi dược sư đàn này mà sanh về lạc cảnh. Pháp hội dược sư được chứng minh của Chư Tôn Đức và sự gia trì của đại chúng đã góp phần linh thiêng thành tựu như Pháp. Từ đó có thể khẳng định lễ cầu an bổn mạng đầu năm của Phật giáo là lễ hội văn hóa tâm linh của dân tộc, là nghi lễ thiết yếu không thể tách rời quần chúng trong đời sống xã hội ngày nay. Tại Pháp hội, khi người Phật tử tụng kinh dược sư cần có niềm tin mãnh liệt với 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, từ đó phát tâm dõng mãnh trên con đường thực hành Bồ Tát Đạo, từng bước đi vào thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư. Sau lễ tụng kinh cầu nguyện, Ni Sư Thích Nữ Diệu Nhật thay mặt cho đạo tràng chùa Linh Bửu dâng lời tác bạch cúng dường lên Chư Tôn Thiền Đức chứng minh. Xin nương nhờ oai lực của mười phương chư Phật và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức cầu an và cầu siêu cho gia đình quyến thuộc, cầu nguyện cho đất nước thanh bình, người dân ấm no, an cư lạc nghiệp. Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc tán thán công đức thiết lập đàn tràng dược sư của Hòa thượng trụ trì cùng toàn thể Phật tử đạo tràng thực hiện đúng theo tinh thần công văn của Trung ương Giáo hội về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Quý Mão 2023. Đồng thời, Thượng tọa cũng giải thích ý nghĩa của trai đàn dược sư Thất Châu, khuyên Phật tử nên tu tập và cầu nguyện theo tinh thần chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tự thân và mọi người, cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho quý Tôn Đức Tăng Ni cùng quý nam nữ Phật tử được sức khỏe an khang trong ánh sáng từ bi của chư Phật.